Hello cả nhà nha. Hôm nay mình đang hướng dẫn học viên mình cắm hoa vải nha cả nhà. Và mình chuẩn bị một số cái gói và hoa sáp để về đây. Ở đây có mấy hai bó hoa sẵn rồi nha cả nhà. Hoa làm sẵn chút xíu nữa khách lấy nha. Rồi. Rất là nhiều màu nha cả nhà, hoa rất là đẹp nha.